Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Quỳnh Nga, sinh viên khóa 3 của trường đại học EDX. Mã số sinh viên của mình là CUV021HP016. Thì buổi ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số các thao tác để sử dụng trong Excel một cách thật tốt. Và theo như yêu cầu của thầy, thì bọn mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng những cái nội dung này, làm sao có thể làm được tất cả các nội dung như trên. Thì hãy sự bây giờ, mình sẽ đi vào từng nội dung nhé. Nội dung thứ nhất là kẻ khung cho bảng dữ liệu. Thì đây, đối với bảng dữ liệu này, các bạn sẽ thấy là cái dữ liệu nó rất là nhiều, là dài. Thì chúng ta không thể dùng những cách thông thường để có thể đi kẻ bảng dữ liệu được. Thì bây giờ mình sẽ, trước hết là chúng ta sẽ tạo khung cho bảng. Chúng mình sẽ dùng Cortana. Cortana, đấy. Rồi sau đấy chúng ta bấm chuột phải, sẽ có tạo biển ở đây. Các bạn muốn kẻ theo gì cũng được, bên trái bên phải đấy, các bạn thích kẻ như thế nào cũng được. Thì chúng mình sẽ theo như mình thì mình sẽ dùng kẻ tất cả đấy. Đây là cái phần tất cả rồi của mình. Tiếp theo yêu cầu của thầy là điều chỉnh độ rộng của hàng và cột sao cho phù hợp. Thì cái bảng dữ liệu này rất là dài, nếu mà chúng ta điều chỉnh bằng cái cách mà di chuột để giống như buổi hôm trước mình đã chỉ dẫn thì nó rất là mất công và cũng khó khăn cho các bạn. Thì mình sẽ có cách khác là bấm vào phím tắt bàn phím, đúng không, mình sẽ dùng vào Alt O A thì đấy là nó sẽ ra cái này. Đây là những cái phông mà chúng ta có thể sử dụng và chúng ta bảo ok. Đây là cái cách mà chúng ta có thể giãn dòng, giãn cột cho nó đẹp. Yêu cầu tiếp theo thì chính là sắp xếp dữ liệu từ A đến Z theo cột tên. Thì cũng đơn giản thôi, các bạn sẽ bấm vào cột tên cho mình nào. Và sau đấy chọn phần các bạn thấy Sort and Filter hay không, bấm vào và chọn sort từ A đến Z. Sau đó sort. Đấy, thì tên sẽ được sắp xếp theo thứ tự alphabet. Đấy là cái cách mà sắp xếp. Yêu cầu tiếp theo đó chính là tạo một cột mới có tên, số thứ tự và điền tên dữ liệu từ 1 đến hết. Ok. Thường thường thì dãy số thứ tự thì chúng ta sẽ làm ở cột đầu tiên. Thì chúng ta sẽ bấm vào, sau đấy nhấn cột phải và bấm vào insert. Đấy, chúng ta nó sẽ hiện ra cho mình một cái bảng mới. Bây giờ mình sẽ điền thông tin vào. Tại vì cái số liệu này rất là dài, cái bảng dữ liệu này rất là dài, cho nên mình bấm 1, 2. Sau đấy mình sẽ cho kéo cái bảng này xuống dưới để mất công viết thì nó rất là lâu. Thì nếu chúng ta kéo này thì cái số tự sẽ tự nhảy đến hết cái cột mà chúng ta muốn yêu cầu. Đây là cái cách mà mình đã dùng. Đấy, đây là cái cách để làm sao cho nó nhanh nhất và số tự rồi. Và yêu cầu tiếp theo đó chính là tạo ra một những cái sheet mới và lọc ra những cái sinh viên từng ngành, đưa ra những cái sheet tương ứng. Thì trước hết mình sẽ video lần trước thì mình đã chỉ cho bạn những cái cách mà cái cách để làm sao để tạo ra một sheet mới, chính là chúng ta bấm bằng dấu cộng ở phần yêu cầu này. Muốn tạo bao nhiêu sheet mới thì các bạn sẽ bấm bấy nhiêu là dấu cộng. Đấy, thì ở đây mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn ba cái mục sheet mới thôi, tại vì thời gian thì có hạn, cho nên là chỉ cần chỉ dẫn cho các bạn ba cái sheet mới này thì các bạn sẽ hiểu được cái cách để làm hơn. Thì trước tiên để mà đưa những cái thông tin những cái sheet mới thì chúng ta nên đổi từng ngành, đổi cái tên sheet thành những cái từng ngành. Thì bây giờ mình sẽ đổi đầu tiên là công nghệ thông tin, ngành công nghệ thông tin. Ngành thứ hai mình đổi chính là ngành marketing.
Thứ ba, đổi làm ngành kế toán. Đấy, sau khi mà chúng ta đạt được các cái mục của sheet đây rồi, đổi tên sheet rồi, thì chúng ta sẽ đưa những cái thông tin của các bạn vào trong đây, vào trong những từng cái sheet mới này. Đây, chúng ta sẽ tìm ô có phần thông tin là ngành, bấm vào cái nút này. Để cái này là dấu hiệu của việc lọc. Thì chúng ta sẽ, thứ nhất chúng ta sẽ bấm cái tab tất cả, chọn tất cả đi và chọn cái công nghệ thông tin. Sau khi chúng ta chọn ra được cái ngành công nghệ thông tin thì tất cả những cái bạn mà học công nghệ thông tin sẽ đưa ra, nó sẽ được lọc ra. Và bây giờ chúng ta sẽ copy paste lại. Để bạn bấm chuột phải, bấm copy. Đây, dấu hiệu của việc mình đã copy thành công, đó chính là nó có những cái đường viền như thế này. Đây là dấu hiệu của việc copy thành công. Sau khi copy xong rồi, chúng mình sẽ vào một công nghệ thông tin và bấm chuột phải, bấm paste. Đây, thì nội dung của những cái bạn học công nghệ thông tin nó đã được sang cái sheet mới, đó là sheet công nghệ thông tin rồi. Và tiếp theo mình sẽ làm đến phần những bạn học marketing, phần chọn phần ngành, bấm tắt và mình sẽ tìm ngành marketing. Ok, đây, ngành marketing đã hiện ra. Thì cũng là cũng vậy. Cho mình một chút. Của mình nó đang bị lỗi này.